Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Star, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Hôm nay mình lại lên video cho mọi người xem về được ít máy. Bây giờ nói thật mọi người là hàng không nhập thì không có hàng bán, mà nhập hàng bây giờ thì giá nó đang tụt dốc không phanh, mỗi ngày một giá, chung là lỗ chổng phao câu lên trời các bạn ạ, lỗ chổng phao câu lên trời, mỗi ngày một giá, rất là buồn. Ok. Em ơi, lấy cho anh tờ giấy ra đây. Bút đây rồi. Đầu tiên thì hôm nay mình về được một con 11 bản VN pin 89% nhá. Máy đẹp 99. Đây. Pin 89% nhá. Pin 89% nhá. 64GB bản VN, máy đẹp zin chất, 10.500.000. Thật sự các bạn rất là lỗ. Đấy, 10.500.000 nhá. Con đầu tiên. Đây là chim YouTube. TikTok. À thế à? TikTok thì anh hay livestream vào buổi tối. Anh cảm ơn nhá. Tiếp theo con Samsung Note 10. Hôm nay về con Note 10 này là con Note 10 bản Việt Nam. Bản Việt Nam hay sim nhá. Đấy. Note 10 bản Việt Nam thì là RAM 8, bộ nhớ 256. RAM 8 bộ nhớ 256 nhá, Note 10 bản Việt Nam. Máy hình thức được 9899 nhá. Con này thì để cho mọi người với giá là 6 triệu, 6.7 triệu, nó sẽ đắt hơn bản Hàn 500 nhá. Đấy. Sẽ để lên đâu nhỉ? Tiếp theo mình có một con này là con gì, tra trên mạng máy hơn 3 triệu mới bây giờ. RAM 3 bộ nhớ 32, có tiếng Anh nhá. Máy đẹp có tiếng Anh, không có tiếng Việt đâu. Nói chung mình con này mình chỉ bán hộ thôi. Máy đẹp, camera chụp LED. 1.1 triệu nhá, con này 1.1 triệu. Tiếp theo có cây Samsung Z Fold 2 5G nhá. Bản Hàn. Máy bao zin. Z Fold 2 5G. RAM 12 bộ nhớ 256 nhá. Máy rất là đẹp. Dạ vâng ạ. Con này 16.300.000 nhá. 16.300.000. Con này gọi là điện thoại dành cho doanh nhân đây. 16.300.000 Z Fold 2 5G bản Hàn nhá. RAM 12 bộ nhớ 256. Con này rất là chất. Rồi. Đẹp thật. $16.300.000. Một cây XR mình vừa về, con này hình thức được 98 nhá. Máy bao zin hình thức 98. Con này là khách mua của mình và giờ nâng đời lên con 11 Pro Max thì để lại cho mình. Con này giá là 9.800.000 rồi nhá. 11 9.800.000. Con này pin mình không biết bao nhiêu phần trăm, mình như pin 86 hay sao. 9.800.000 nhá. Nổ hết rồi mọi người ạ. Nó hết rồi. Đây, tiếp tục xuống giá đây. 11, 64GB, bản KH. Bản KH, pin 83% nhá. Pin 83%, máy bao zin. Máy bao zin hình thức 98. Máy bao zin hình thức 98 nhá. Con này là 9.600.000. 9.600.000 nhá. Đây là từ 10 triệu còn 9.600.000 đây. Này nó là không mua máy về bán thì không có máy mà bán, mà mua về đúng là toàn máy lỗ.
nó gọi là trồng vó lên rời nhá. Tiếp theo con 11 64 ghi máy đẹp 99. 64 ghi máy đẹp 99 nhá. Con này là 10 triệu con này là 10 triệu 10 triệu 300, 10 triệu 300 nhá. Máy đẹp 99. Tiếp theo là con 11. Con này pin 87% nhá. Pin 87%, hình thức đẹp. Máy bao zin. 164 GB. Con này có giá là 10 triệu à. 200. Đấy, bạn thấy chưa? So với giá lần trước là nỗ. Tầm này đúng là từ đầu năm giờ mình nỗ nhiều tiền điện thoại lắm. Nếu mà mình nói ra không biết mọi người có tin không. Nhưng tăng 1 mình nỗ 200 triệu, còn tăng này mình chuẩn bị nỗ thêm 100 triệu nữa nhá. Tiếp theo là con 1164 GB. Mami pin 88 nhá. Mami pin 88. Máy bao zin con này là 10 triệu à. 10 triệu 200 à, con kia. Đấy. Xuống toàn 501 triệu một cây thôi mọi người ạ. Tiếp theo con 11 máy lốc được phích lên quốc tế 8 triệu 8 nhá. Con này đầu tiên mình nhớ nhập con này 9 triệu rưỡi hay là 9 triệu 7 gì đấy con này luôn. Con này là lốc pin 90% máy Mỹ nhá. Bao zin đẹp. Đấy. Xuống giá phải bán xuống thôi. Chết giờ. Tiếp theo con 11 Pro Max cũng là máy lốc được phích lên quốc tế rồi nhá. Máy đẹp 13 triệu. 13 triệu nhá. 13 triệu. Bao zin đẹp. Mình quay qua thôi nhá, mọi người xem chi tiết thì Zalo cho bên mình giúp mình nhá. Tiếp theo là con 11 này của mình. Pin 90%. 64 ghi bản GA. Pin 90%. Con này 14 triệu 700 nhá. Em ở đây cho anh cái giấy nữa. Đấy, hết giấy rồi. 14 triệu 700. Tiếp theo một cây 11 Pro Max pin 83 máy bao zin hình thức 99. 14 triệu 500 nhá. 14 triệu 500. Đó. Mình chỉ quay qua thôi mọi người thông cảm nhá. Tiếp theo là con 11 Pro Max 64 GB pin 88%. Máy đẹp bao zin. 15 triệu 200 nhá. 15 triệu 200. Tiếp theo là một con 12. À xin lỗi mọi người. 11 Pro. Con này cũng giảm giá cho mọi người nhá. 11 triệu 800. Pin 88%. 11 triệu 800 nhá. 11 Pro. 11 triệu 800. Máy bao zin. Tiếp theo con 11 Pro Max này của mình. 15 triệu 500. Pin 86%, 206 GB hình thức phẩy nhá. Hình thức phẩy. Con này mặt có phẩy lông mèo lông chuột rồi. Gắn cân được vào sẽ không nhìn thấy nhá. 15 triệu 500 thôi. 206 GB. Tiếp theo một con XS 206 GB màn linh kiện 6 triệu nhá. 6 triệu. Tiếp theo là một con XR 64 GB. XR 64 GB nhá. Máy đẹp pin 92. Máy đẹp pin 92. 7 triệu. Đấy.
Tiếp theo là con 6 Plus 16GB nhá. Con này hàng phẩy 2,1 triệu, hàng đẹp. À 64GB tất cả chỉ hàng phẩy thôi. 64GB 2,3 triệu nhá. 5S 32GB 1,3 triệu nhá. 5S 32GB 1,3 triệu. Máy đẹp Meizin nhá. Con này con thanh lý này. Còn đây ít mắc nhá. Ít mắc mình có màu đen, màu trắng. Giá chỉ dao động từ 8 triệu rưỡi cho đến 9 triệu rưỡi thôi. 64GB và 256GB nhá. Giá dao động từ 8 triệu cho đến 8 triệu rưỡi cho đến 9 triệu rưỡi nhá. Đấy, ít mắc. Tiếp theo con 12 Pro Max 206GB. Máy Mami pin 90 mình đang xài nhá. Máy bao zin thì tức đẹp 99 đang xài. Con này thì để cho mọi người giá là 23 triệu 300. Ok chưa, giảm giá 23 triệu 300. 256GB máy Mami pin 90 đây mình đang xài. Và đây là kênh YouTube của mình Thanh Tú Store, được 51.000 người đăng ký rồi. Ai đang xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Con này mình đang xài. Tiếp theo là con 12 Pro Max 21,7 triệu, pin 92%, 118GB máy Ma Mỹ nhá. 118GB máy Ma Mỹ, 21,7 triệu, pin 92%. Tiếp theo con 12 Pro pin 91%, 118GB 18 triệu nhá. Máy bao zin 18 triệu. Nhưng ai theo dõi video YouTube của mình nhiều, các bạn biết là bên là xóm nhà mình rất là vui tươi, rất là hay ăn uống và nhảy múa hát ca, nó hơi ồn một tí. Mong các bạn thông cảm nhá. Bên hàng xóm là rất là vui tươi luôn, luôn vui tươi nhá. Tiếp theo là 7 Plus, mình có 3 cây giá từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. 7 Plus 32GB, giá từ 3 triệu rưỡi đến 4 triệu nhá. Và ở đây tiện đây thì mình cũng nói thật với mọi người như thế này. Nhất là cái anh số điện thoại là 109 cuối, anh xem thì em nói thật với anh như thế này. Anh đã bảo rồi, bên em không nói thách, không bán mặc cả. Anh xem anh ưng thì anh mua. Anh đừng hỏi cây nào anh cũng hỏi, xong cây nào cũng gạ mua, xong cây nào anh cũng mạ cả. Anh thấy không, em chat với anh, nhân viên bên em trả lời với anh rất là nhiều, trả lời nó phát bực lên. Thế nỗi người bán hàng người ta phát bực lên. Anh là người đàn ông, em nói thật với anh này, mình là người đàn ông, nó phải chất nhá. Khi người ta nào nói là không mạ cả thì anh cảm thấy ưng thì anh mua, không ưng thì thôi, đừng mạ cả, nó mất đi cái giá trị của mình đi. Anh hiểu không? Anh cảm thấy đắt, ok không mua nữa, đừng gọi là chốt chốt xong lại mạ cả lại mua. Anh chốt đến 10 cây đến 20 cây rồi nhưng không mua một lổn một cây. Người đàn ông như thế là không có bản lĩnh, không có chất, anh hiểu không? Em nói thẳng ra như thế. Này, em ơi. Như em này nhá, nếu mà đi mua chỗ nào nhá, mạ cả mà được em lại không thích. Bản thân em là người đi mua nhá, nếu mà chỗ nào mà mạ cả được em lại không thích mua. Lý do vì sao mọi người biết không? Bởi vì là tất cả những chỗ mà bán mạ cả mà ví dụ đang nói 10 triệu mà giả 9 triệu rưỡi bán ấy, em lại không thích. Vì lý do mạ cả nó như thế, không khéo còn bị hớ. Không kéo giả 9 triệu vẫn bán. Như thế là không khoái nhá. Tiếp theo là con 8 Plus 64GB 4,8 triệu, hình thức phẩy nhá. Hôm bị lứt. Đấy. Con này đẹp của nó là tầm dao động 6 triệu nhá. Phẩy thì 6 triệu là 4,8 triệu thôi. Tiếp theo là 7G nhá. 7G 32GB. Máy đẹp 2,7 triệu, máy phẩy 2,5 triệu. Giảm giá cho mọi người, máy đẹp 2,7 triệu, máy phẩy 2,5 triệu nhá. Máy bao zin trừ pin 7 nhỏ. Còn 6G 16GB 1,6 triệu nhá. 6G 16GB 1,6 triệu hình thức phẩy nhá. 1,6 triệu. Tiếp theo là con Z Flip 3 5G 23,9 triệu. À xin lỗi mọi người, còn bảo anh đến này 23 tháng 9. Đấy, nhiều khi nó cứ lộn lặn hết đấy nhá. Giá là 14 triệu nhá. Giá là 14 triệu. Giảm giá rồi còn 14 triệu thôi. Đấy, 14 triệu nhá.
Tiếp theo là con Samsung A52 5G, A52s 5G bản RAM 8 bộ nhớ 128 nhá. RAM 8 bộ nhớ 128, máy đẹp 99. A52s 5G con này 6.9 triệu nhá. Samsung A72 RAM 8 bộ nhớ 256, con này cũng 6.9 triệu nhá. Con này thì hình thức lại hơn, phải hơn con kia một tí. Và máy bảo hành còn đến tháng 5 nhá. Tiếp theo là con Holo 8X RAM 464, giảm giá cho mọi người 2.4 triệu nhá. Đấy, Holo 8X nhá. Mình chỉ quay qua thôi, mọi người xem chi tiết thì Zalo cho mình. Tiếp theo là con Samsung A32 4.6 triệu, máy đẹp 36 bộ nhớ 6 hay 8 nhỉ. Tháng 6 bộ nhớ 128 nhé. Samsung S9 Plus bản Nhật, RAM 664 là 3.9 triệu, RAM 6 bộ nhớ 256 là 4.1 triệu nhé. S9 bản Nhật, à bản Hàn, xin lỗi mọi người, bản Hàn. Tiếp theo là con Samsung Note 10 5G, RAM 12, bộ nhớ 256, 6.2 triệu nhé, 6.2 triệu. Oppo Zero 5 5.3 triệu, máy đẹp 99, bao zin. Oppo Zero 5 nhá. RAM 8 bộ nhớ 128. Oppo Zero 5 máy đẹp bao zin. Mình quay qua thôi. Mọi người xem chi tiết thì Zalo 056688. Từ quý 9 ủng hộ mình nhá. Tiếp theo là con Samsung A51 4.1 triệu, RAM 6 bộ nhớ 128 nhá. 4.1 triệu Samsung A51. Samsung Note 20 Ultra 13.700, RAM 8 bộ nhớ 256 nhé. Note 20 Ultra bản Việt Nam, máy đẹp 99. Con này màn hình 120Hz nhé, giá rất là rẻ. Không hiểu sao từ đợt này iPhone nó xuống giá thật chất dở. Mình lỗ quá nhiều tiền về ra iPhone luôn. Tiếp theo là Samsung A22 5G 4.4 triệu, còn bảo hành 11 tháng nhé. A22 5G 4.4 triệu, máy đẹp 99 nhé. Redmi Note 10S 4.5 triệu nhé. Redmi Note 10S RAM 8 bộ nhớ 128, 4.5 triệu nhé. Máy bao zin thì thức 99. Tiếp theo là Samsung Note 9 bản Hàn, nên 2 sim rồi nhé. Samsung Note 9 bản Hàn, RAM 6 bộ nhớ 128, 5 triệu nhá, 5 triệu. K30 4G và K30 5G, hình thức đẹp 99. K30 4G bản RAM 6 bộ nhớ 128 là 3.8 triệu. K30 5G bản RAM 664 là 4 triệu. Còn bản RAM 6 bộ nhớ 128 là 4.2 triệu nhá. K30 5G mình bán chạy lắm mọi người ạ. Vivo Y30 RAM 6 bộ nhớ 128 3.2 triệu nhá. Y30 3.2 triệu, RAM 6 bộ nhớ 128 3.2 triệu nhá. Redmi 9T RAM 464, con này mình mới mua lại của khách đấy, mình mua 2.5 triệu đấy, mình sẽ bán cho 2.8 triệu nhá. Máy đẹp 2.8 triệu, thêm phụ kiện vào đấy, được 2 lốp, có cả ốp nhá. Redmi 9T RAM 464, Oppo F9 RAM 6 bộ nhớ 128, Oppo F9 nhá, 2.6 triệu, 2.6 triệu. Redmi Note 7 RAM 332, 2.3 triệu, RAM 464 là 2.4 triệu nhá. Redmi Note 7, trong đó có con Redmi Note 7 này của mình nó bị một chút phản quang ở dưới, thanh lý cho mọi người 2 triệu nhá, để được 300.000. Đây nó chỉ bị một ít ở dưới đâu. Đây, mọi nhìn phản quang một ít ở dưới nhá, 2 triệu.
Mi 5 Plus RAM 332 triệu 7, RAM 464 1 triệu 9, giá rất rẻ nhé. Con này mình chỉ được đúng 100 nghìn thôi, bán lên được đúng 100 nghìn thôi. Tiếp theo là con Realme C2 RAM 2.32 triệu 7 nhé, triệu 7. Redmi Note 5 RAM 332 1.8, RAM 464 2 triệu nhé. Redmi Note 5 máy đẹp. Đó. Oppo A5s mình có 2 cây. Cây máy đẹp là 1.8, cây máy phẩy là 1.5 nhá. Oppo A5s. Mi 6 Pro RAM 432 máy zin 2 triệu nhá. Mi 6 Pro 2 triệu. Samsung A5 triệu 7 nhá, con này hơi bị sứt một chút đằng sau. Triệu 7. Tiếp theo là con VinSmart Star 5 RAM 3.32 2 triệu nhá, máy bao zin. VinSmart Star 5. Ok, và bây giờ mình sẽ có một số máy thanh lý cho mọi người nhá. Đầu tiên là con LG V50 Thiên Quy. LG V50 Thiên Quy thì quên mật khẩu nhá. Đấy, con này bị sứt kính ở trên này này, đây. Anh nhìn vết sứt chưa? Sứt kính ở trên này nhá, đấy. Ok. Sứt góc đây nữa này. Ok chưa? Rất chi tiết và cụ thể nhá. Máy thì ok ngon. Con này à, sẽ có giá là 2.1 triệu nhá, 2.1 triệu, rẻ được hơn triệu đấy, thị trường giờ nó vẻ ấy nhá, 2.1 triệu. Con Mitsui này đấy, con này thì không phải ra mấy luôn nhá. Dù kính vỡ đấy nhá, thanh lý cho mọi người kính vỡ này. Đấy, nhưng màn không ảnh hưởng nhá, màn vẫn đẹp không ảnh hưởng này. Chúng thanh lý cho mọi người về dùng với giá là 600.000 nhá. À, Samsung là Note gì đây nhỉ? Con này RAM 464 đấy. Con này là Samsung Note gì đây này? Note Fandin này. Đấy. Kính mặt trước sau xước và ấy 1.3 triệu nhá. RAM 464 thanh lý 1.3 triệu. Chung là kính mặt trước là có vỡ nhưng chưa ảnh hưởng đến màn và màn hơi ám. 7 Plus, à quên, XN Max 7.3 triệu, 206GB pin 88%. Con này là sọc màn nhá, máy phun chức năng sọc màn. Đấy, 7.3 triệu nhá, 206GB luôn, rất là rẻ nhá. Hai con XN Max màn GX, tức là màn thay rồi đấy, 7 triệu nhá. Hai con này là 7 triệu, 64GB. Đấy, thay màn rồi. Vậy thì anh em 7 triệu nhá. Tiếp theo mà một con đi kết mắc nữa, con này 8.2 triệu này. 8.2 triệu, 64GB nhá. Pin 88%, con này hơi bị nứt một chút kính đằng sau này. Đấy, 8.2 triệu, 64GB. Có 8.2 triệu thôi. Xong là cái chổng phao câu lên trời thôi. Nó. Tiếp theo con này cũng 8.2 triệu nhá, có kính lưng đằng sau. Đấy, X Max 64GB, 8.2 triệu. Zi Prim 500. Zi Prim 500, nước kính cam. Zi 7 Pro.
RAM 7 Pro vỡ kính nhá, triệu 2 nhá. Lên máy ạ. Có con 12 Pro Max anh lấy 6 Bluetooth 1 triệu rưỡi hỏng vân tay nhá. Con 12 Pro Max ở trong ấy. Thế thằng con Samsung này của mình màn đẹp 600.000 thanh lý cho mọi người. Ok, ở đây không có cáp. Con 7G 2 triệu 2. Đấy, xấu nhưng kết cấu là ok nhá. Đấy, con này mọi người muốn đẹp thì chỉ cần bỏ ra 350.000. Cầm theo 350.000 là lướt qua tiệm cắt tường con là đẹp luôn nhá. 2 triệu 2 nhá. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Đừng quên đăng ký kênh của mình nhá.